xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cặp tép từ thường. Đấy, với cấu tạo là côn dây nhôm dẹt và cối nhôm. Đấy, cối nhôm luôn. Cặp này trên thị trường nếu như mới nó tầm 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi một cặp. Từ thường nha, mà đắt xít nữa thì bằng Chanel. Đấy. Đây là nam châm này. Đấy. Hút ốc đúng không ạ? Và đây là cái ốc này bằng inox này, có một chút thành phần bằng kim loại thôi. Đấy, nó có hút đâu. Đúng không? Đấy. Nó có hút đâu, còn loại này nhá. Để lại gần nó tự hít này. Đấy, thấy chưa? Đấy, tự hít, đúng không? Đấy, tự hít, còn loại này nhá. Ném vào nó còn nhảy ra. Đấy. Các bạn thấy chưa? Chứng tỏ là ốc xịn. Và cái ốp của nó đây, ốp bằng nhôm. Model của tép là DE82-8TN. Đấy. Và như cặp này giá thị trường bây giờ mới nó khoảng tầm từ 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi một cặp. Cao cấp này, hàng xịn nha. Cổ loa xịn đấy. Và cổ loa này thì chú ngoài Hải Dương chú có nhờ bên em bán hộ với mức giá mong muốn là 1 triệu 2 một đôi. Tình trạng là có cái đẹp, có cái xấu. Có cái có nguyên cả nguyên mấy mỡ này. Tất cả là côn dây nhôm nha. Tất cả này đều côn dây nhôm dẹt và nguyên zin, chưa có sửa chữa. Xịn. Đấy. Tất cả này đều côn dây nhôm dẹt. Cối biển đồng, được chưa? Các bác nhìn thấy. Em bán hàng khách quan lắm, có sao nói thẳng thế. Đây. Còn nếu mà côn dây tròn thì nhìn nó khác ngay. Bên em bán hàng nói thẳng luôn. Mong muốn mức giá bán lại cho các bác là 1 triệu 2 một cặp. Giá thanh lý rẻ bằng một nửa so với hàng mới thôi. Mà có khi giá này nếu mà nói hàng mới thì hơi quá. Hàng mới có khi đắt hơn rất là nhiều. Các bác nhé, hàng mới có khi đắt hơn rất là nhiều. Đây các bác xem đây. Thép từ nó rất là dày. Riêng cái thép mà gọi là khe từ trên này nó đã dày hơn các loại thép bình thường khá nhiều rồi. Đấy. Cái này là vào 6 ly, thép từ trên này dày 8 ly. Đấy. Nam châm viền này của nó sâu lắm. Sâu chắc phải đến mép này. Đấy. Những củ loa cao cấp và củ loa xịn thì nó sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Mà với những cái loại loa thép chợ nó không thể làm được. Tiếng con này rất là đanh và sắc nét chi tiết. Có thể đạt được đến 20 hoặc 21 kHz các bác nhé. Đấy. Với những cái dòng củ loa rẻ tiền thì đó là điều không thể. Còn với những cái củ loa mà chất lượng như thế này thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Và độ nhạy của dòng loa này rất là cao, lên đến 108 dB. Đấy, 107-108 dB, chuẩn dị. Còn nếu như hàng Trung Quốc mới thì nó chỉ nhạy vào có 106 thôi. Đấy. Còn nào giỏi đến 106, còn trung bình là tầm 103-104 hoặc 105. Đây model của nó là series của nó này, các bác xem nhé, series này. Các bác chốt quả nào chốt series cho em. Quả này là 4594 này, 4593 này, 4629 này, 6671 này. Đấy, thấy chưa? Series no của nó từng con một đấy nhá. Còn trên cái ốp này của nó thì đều là DE82-8TN. Đấy. Trên đây thì tất cả nó đều 82-8TN. Con hạo thế hết. Giá mong muốn bán hộ chú ý với mức giá cao nhất có thể, tốt nhất có thể, mà giá này không có mặc cả. Các bác mặc cả anh em sẽ không tiếp chuyện. Em nói luôn đấy. Chứ không phải là các bác bảo là anh lấy đôi này, anh lấy đôi kia, các bác đòi bớt giá, nó không có đâu. Giá như nhau hết. Các bác đấy là các bác có quyền lựa chọn series thôi. Đấy, ví dụ như cái này là có bám nhiều dấu vân tay này. Đấy, cái này thì nó hơi có vết ở cái màng này. Nó không ảnh hưởng chất âm đâu. Cái này thì đẹp nong nanh này. Đấy, cái này thì cũng đẹp gần nong nanh này. Đấy. Cái thì nó dính nhiều dầu mỡ, cái thì dính ít hơn dầu mỡ. Và đặc biệt cái dòng này là cái viền màng rung của nó bằng nhựa, không phải là bằng viền nhôm. Nên là cái tiếng rải mid ram, tức là từ 8500 đến 8200 Hz của nó sẽ được cộng hơn so với cái loại viền kia. Đấy. Công suất của dòng này là 120W một chiếc nhé. 120W một chiếc.
còn hàng mới như bên em bán một cái loại tép 750 cũng giống y hệt như này, nhưng mà côn dây tròn thì nó là vào có 80W thôi, nhưng con này là 120W trên một chiếc, trên một cụ loa, công suất tải thực tế nha. Còn nếu mà cũng có loại như thế này, cũng côn dây nhôm dẹt này, nhưng mà đời cao cấp hơn thì công suất của nó sẽ lớn hơn, nó là vào 220W nhưng trên củ neo 120W, nó kêu nó điếc rồi. 120W mà độ nhạy 107 dB, các bác cứ cộng theo mũ là nhân đôi công suất cộng 3 dB, ví dụ 107 là 1W nhá, 2W là vào 110, 4W là 113, 8W là 116. Đấy, 8W 116, 16W là 119. 16W 119 nha, là 32W là vào 122. Đấy. Đấy thì là 64W 122, 128W thì nó là vào 125. Khoảng tầm, tức là con này kêu hết cỡ là được tầm 125 đến 127 dB. Đấy, sai số nói trên mồm. Tức là đây là củ loa không thôi thì nó kêu như thế, còn khi các bác đấu vào nắp vào cái họng kèn thì nó sẽ cộng được thêm từ 2 đến 5 dB nữa, tùy từng cái loại họng kèn. Nên là kêu nó rất là khiếp luôn. Tức là củ loa của hãng BNC thiết kế ra và đo không có họng là 107, khi các bác nắp vào họng thì tự động nó sẽ cộng lên 2 đến 5 dB nữa, tức là khoảng tầm là 109, 110, nên đến là 112 là hết cỡ. Nên là khi các bác nắp vào họng kèn rồi nên độ nhạy nó sẽ được cộng thêm, nó búp lên rất là nhiều. Nên các bác sử dụng công suất thì không cần lớn. Đa số những loại tép này nếu như chơi pick amp, tiếng nó đánh rất là ghê. Đấy các bác nhá, đánh pick amp tức là đánh không qua phân tần ấy, tín hiệu công suất nó sẽ vào trực tiếp củ loa luôn, không qua một con linh kiện cản nào cả. Còn anh em Việt Nam về muốn bền trong loa này sẽ qua tụ, nên là nó sẽ giảm bớt cái phần công suất đi, nó sẽ gánh tải vào linh kiện, ví dụ điện trở hay là tụ gì đấy là sẽ tải vào đấy nữa. Đấy, với cấu hình như này thì các bác chơi sự kiện tiệc cưới này, hoặc các bác chơi gia đình này, đấy, thì là lựa chọn những củ loa như này thì rất là chất lượng, củ loa xịn nhá, tiếng rất là hay. Đây, model low đây, được chưa? Thì bây giờ em sẽ lắp vào nhá. Đấy, các bác nào quan tâm những củ loa này thì hệ trực tiếp với em, tất cả đều hoạt động bình thường nhá. Đó. Không bán kìm đâu nhá. Ok, video giới thiệu của loa tép đến đây là kết thúc. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong video clip lần sau.